tháng 6 này. Yeah. Đi vô kiếm mấy đứa nhỏ. Lắm một, trả thù cho chị mau. Con tôi mà có chuyện gì tôi không để yên cho anh đâu. Con mình cố chắc thêm hài duy nhất. Tạm biệt. Chị ơi, chị gắt cái này là chị. Em chụp hồn. Có ăn hay là không? Không. Giờ đó. Dành cho gia đình và các bé. Ok, năm quan. Bảo mẫu siêu quậy, khởi chiếu 29 tháng 5 2015. Simba ngoan, không khóc nữa. Này, anh cứ nói một lần cuối cùng.
Là cô gì không? Là cô gì? Là cô cá voi á, cá voi sẽ thủ á. Mình mặc áo vô, bơi xuống nước á, xong rồi mình mặc đồ đen á, xong rồi mình nhảy xuống nước, xong rồi nó cắn được. Mày hãy đi. Mày hãy đi. Anh thấy có tìm được đứa nào chưa? Tôi tìm. Mày bóp con ngoài này, bóp ngoài này. Tao đâu ngắn. Mệt quá, quay hoài hả? Quay hoài hả? Lạnh quá vậy? Không thấy nó mệt hả? Đi bán luôn đó. Chắc mình bị mổ bụng quá à. Bây giờ mình phải làm sao? Mình đi các bạn. Qua đi không có sao đâu. Em ơi cẩn thận. Bỏ tôi xuống. Anh là vệ sĩ. Bà suốt ngày cứ đấm cái đá. Không đó, không đó. Đi làm sao? Trấn áp được một tội phạm này. Đi theo. À. Đi vô kiếm mấy đứa nhỏ. Láng một, viên xù, trả tôi cho chị mau. Tạm biệt. Bye con. Này, chị đã cho em đón chị. Không xin lỗi chị, em chồng hậu. Chặn cái xe đó lại cho tao. Đi mày. Mình lỗi với ổ phụng kích của tụi nó rồi. Này, ai giữ con? Con tôi mà có chuyện gì tôi không để yên cho anh đâu. Con mình cố chấp. Yeah. Đứa bạn ơi, không tôi chết đâu. Thằng cha mày. Đi ra. Có ăn hay là không? Không. Chờ đó. Cô mệt lắm rồi nha. Ừ, ngoan, đứng lại. Hey. Ok đâu mà con mất tè. Giờ này mày đi tè cái gì? Con ngốc.